thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Đấy, đi vào chi tiết số 1. Và cô cũng bây giờ là học sinh vẫn phải đi thi ấy, nên là cô không nói gì. Lừa đấy. Cái em tôm màu, cái em màu nè mẹ cà vì. B90 ơi. Bắn cần là đỏ lắm. Đỏ hơn mà bì mà. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn
tô màu làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Kim, nó phải Kim này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy giờ mình kết thúc nha bạn.